Anh chưa khui, anh đợi bữa nay anh quay clip anh khui cho mọi người luôn. Trời, cái gì đây? Ồ, một cái tăng. Yeah. Bỏ đuốc. Đẹp chưa? Mình thấy cái này rất là sáng tạo ha. Để nó có thể trang trí được, rất là đẹp. Tất nhiên cái này là quà tặng của Minh cho mình rồi. Nhưng mà mình cũng sẽ hỏi thử chi phí khoảng bao nhiêu. Hello, mình là Nam Ngô. Còn mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Hai máy rồi hả? Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, hôm nay khoe ha. Khoe nhưng mà này cũng dễ thương thôi. Tại vì có bạn Minh ở bên Kiến á, thì bạn tặng cho mình mấy cái món quà, mấy cái phụ kiện liên quan tới Kiến mà mình chưa khui luôn. Thì mình tính hôm nay mình sẽ làm clip và cùng khui quà với các bạn luôn cho nó vui ha. Chứ khui mình nó cũng vui lắm. Sẵn qua đây là cảm ơn bạn Minh ha. Cảm ơn em và những anh em khác trên hội Kiến. Anh biết là dễ thương, anh em chơi dễ thương lắm, anh em bên Kiến cũng dễ thương lắm. Thấy mình cũng yêu thích và mình mê mà mình cũng chưa có thời gian cũng như chưa có cái kiến thức nhiều về Kiến á, cho nên là anh em tư vấn và chỉ mình rất là nhiều luôn. Có anh em coi clip rồi thấy mình chỗ nào nó chưa có được hoàn thiện, chưa có chỉnh chu rồi mà nọ, hoặc là đang sắp vướng vô một cái sai lầm nào đó. Đó thì là anh em nhắn tin và coi như là hướng dẫn mình liền. Đó, giống như là mình cho ăn dán Dubia thì các bạn coi thấy trong cái tăng của mình đó là có những cái xác kiến đồ này, xác dán đồ này nọ mà mình không có lấy ra đó, thì các bạn cũng nhắc là anh Nam ơi lấy ra coi chừng bị ve, dễ bị ve lắm. Đó mình mới biết. Rất là hay. Ok bạn, thì hôm nay quay clip anh Nam ngồi phàm, quay clip ở nhà cho nên hít đất cho nó thoải mái, cho nó sung ha. Còn nhiều khi đi ra ngoài chỗ chặt quá không có hít đất được. Ây da. Trời ơi, 110 anh em hả? Ngay khúc anh em hứng đất luôn. Ok, thank Kiều Kha nha. Cặp tôm của anh đâu anh? Cặp tôm hả? Con còn à? Hôm bữa... Một lát nó sẽ quay tôm nha. Nhưng mà hôm bữa mình tính là mình lấy một cặp tôm. Nhưng mà theo bạn... Cũng Minh luôn, tư vấn luôn là... Nếu mình nuôi một cặp á thì con tôm nó sẽ tới có thời điểm nó lột vỏ, thì lúc đó mình phải tách ra, không là cái con kia nó sẽ ăn cái con lột vỏ da mềm. Thì mình nói thôi nếu vậy anh bận lắm, anh không có thời gian nuôi con cặp đâu, mà tại nuôi cũng không đẻ, nuôi con cặp nó cũng không đẻ, thôi chơi solo đi. Cho nên mình bắt có một con thôi mà nó bự. Lúc đầu tính bắt hai một cặp nhỏ nhỏ như vậy, nhưng mà sau đó anh bắt con bự rất là đẹp luôn. Lát sẽ quay clip cho các bạn coi ha. Ok, mời các bạn vào đây. Các bạn đang coi, bấm cho mình xin like nha. Like mạnh đi rồi mình sẽ khui quà. Đây đây là cái phần quà của bạn Minh tặng cho mình đây. Chưa khui luôn. Để đi ra ngoài đây kêu nó tới rồi kìa. Vô đây luôn em ơi. Đây, anh em cho mình xin like, mình sẽ khui gã này. Thì bữa mình rất là tò mò luôn á. Bạn Minh nói Nam ơi em tặng quà cho anh. Thì mình nói ok em ơi anh nhận được rồi, thank you em nhiều. Nhưng mà anh chưa khui, anh đợi bữa nay anh quay clip anh khui cho mọi người luôn. Ok, bây giờ mình sẽ dọn dẹp cái chỗ này bớt đi để mình khui trên này. Thank you em nha. Năng lượng đi em ơi. Xìu xìu sống làm gì. Lúc nào phải sung. Nói chứ bản thân mình cũng có nhiều chuyện nó không có như ý lắm các bạn. Nhưng mà cố gắng tích cực thôi. Tích cực thì mình sẽ trải qua nó dễ dàng hơn ha. Còn sần sượng quá thì nó cũng không có gì hấp dẫn nha. Mệt người, bị tụt năng lượng. Chưa biết trong này có gì luôn á, cũng hồi hộp lắm nha. Đóng gói rất là kỹ lưỡng ha bạn ha, đóng sóc đồ này nọ ôm lum hết. Ủa cái gì nặng tay dữ ta. Trời, cái gì đây? Cái gì đây? Chưa hình dung ra cái gì luôn các bạn. Hết rồi. Thank you.
Ồ, một cái tăng. Ôi, cái tăng hình gốc cây đẹp quá. Yeah, đã dữ ta. Wow, này chắc để vậy hả ta? Đúng rồi đó, tăng đứng này nè, đúng không? Tăng đứng vậy mà. Ồ, đường này cho ăn nè, này cho ăn vô đây. Rồi cái nét ở dưới này. Cái màu đỏ này nó làm gì ta? Cái gì vậy? Chết rồi, cái gì gớt vậy? Mới thấy gì gớt không? Lăn 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 nè. À, cái cục này. Cái cục này. Còn một cục hít nữa mới rớt ra mất tiêu à. Đây các bạn, đây là cái tăng của bạn Minh tặng cho mình ha, rất là đẹp luôn. À, để mình hỏi thêm coi cái miếng này, à cái này chắc là để cho bé nó giảm bị stress á. Với cái ánh sáng đỏ thì nó sẽ dễ chịu hơn ha anh em ha. À, còn các bạn nhắn là Hoàng Dương màu đỏ để che sáng anh. Ồ, ok ok em. Anh cũng nghĩ vậy, để che sáng lại. À, như cái kia, cái mà mình đang có là cái nắp nó. Rồi mình hiểu cái này làm gì luôn rồi. Cái này nó chỉ để hở ở đây thôi. Và cái hai cục khích này nó sẽ để đây, để cho nó đừng có bị tung bay, tà áo tung bay. Ồ, đẹp quá các bạn. Rất là đẹp luôn. À, cái kiểu tăng thông thường thì mình cũng có ba cái rồi. Đó, kiểu khúc cây này đẹp quá, đây cho bạn coi mặt sau. Còn cái khu vực bên này để làm cái gì ta? Có bắt ốc vít nè, nút on up, mắc bay Quốc Cường EDC chất lượng ha. Anh em nào làm cái tăng này đẹp quá. Ồ ồ, nguyên một cái khúc cây luôn, nguyên cái khúc cây luôn. Anh em nào gành về kiến đang coi livestream có thể tư vấn cho mình, như ví dụ như cái tăng này thì chúng ta sẽ nuôi cái dòng kiến nào được không ạ? Ôi, có điều đặc biệt nữa. Nam Ngô Farm đàng hoàng nha. Đây, Nam Ngô Farm đàng hoàng. Rồi rồi anh em dễ thương quá. Thấy sợ. Trời. Ờ thấy rồi. À. Đó, Nam Ngô Farm đàng hoàng, thank you em nhiều Minh ơi. Quá đẹp luôn. Giờ mình đang tò mò coi là bơm. À đây, đây là cái lỗ để bơm ẩm cho cái nét. Hello mấy trăm anh em đang coi livestream nha. Anh em tư vấn cho mình coi cái nét này thì mình sẽ nuôi cái dòng kiến nào là hợp lý. Cái này có coi mấy clip anh nuôi kiến không? Dính lắm á. Đẹp không anh em? Này để hỏi là bạn Minh coi giờ nước uống của kiến thì mình bỏ ở đâu? À chắc cũng bỏ vô cái ống này, thọt vô đây luôn ha. Bên này có chức năng gì không ta? Trang trí thích quá. Cái này đựng gì? Này cục mút này để mình bơm cái nước vô đây nè, rồi nó giữ nước, nó làm cái độ ẩm lên từ từ. Thích nhất cái chữ Nam Ngô Farm đây. Này là từ một cái khúc gỗ đục ra nha anh em. Nguyên một cái khúc gỗ luôn, khoét đây, đục đây, rồi làm cái này ở đây. Rất là chi tiết, rất là đẹp luôn. Ok.
300 người xem không ai like. Không ai like à. Cho xin like đi anh em ơi. Nó à, này giống như cái một cái chai dầu thơm, một cái chai rượu mà nhìn nó sang ha, đẹp. Nhìn nó đẹp thiệt. Ấn tượng, nhìn ấn tượng với lại một cái mẫu tăng như thế này. Cái kiểu kia thông thường thì mình đã có mấy cái rồi, mình thấy cũng cũng quen mắt rồi, còn kiểu này lạ. Quá đẹp luôn. Thì chắc sắp tới mình cũng sẽ kết nối với lại Quốc Cường bên này. Để nếu mà có dòng ký nào khác nữa mình sẽ làm mấy cái tăng nữa để mình chăm. Nhưng mà giờ có một cái vấn đề là nhiệt độ bắt đầu nóng lên anh em ơi. Anh em nào cho mình cái giải pháp giống như tụi Singularis bữa giờ mình thấy nó trốn dưới nét nhiều quá. Trời nó nóng lên. Mà theo như anh em chia sẻ thì nhiệt độ nó không được quá 28 độ. Thì mấy bữa nay là thời tiết ở Bình Dương và miền Nam nói chung là bắt đầu nó nóng lên rồi. Thì mình thấy là tụi nó rút ở dưới nét nhiều quá, nó không có lên hour, nó kiếm ăn như trước nữa. Thì mình nghĩ vấn đề nhiệt độ nó đang không có ổn. Thì anh em nào nuôi kiến có thể cho mình giải pháp để mà làm giảm nhiệt độ của cái khu vực nuôi được không anh em? Ngoại trừ cái việc mà bỏ vô máy lạnh thì không thể nào để mà cho bỏ một cái mở một cái máy lạnh 24/24 chỉ để một cái tăng kiến thôi, phí phạm quá. Thì anh em có giải pháp nào khác không anh em ơi, chỉ mình với. Nhiều anh em đang nuôi rất là nhiều kiến thì anh em có giải pháp nào cho nó hạ nhiệt độ xuống không ta? Đặt quạt ha. Tôi nuôi trong phòng máy lạnh đi anh. Trời ơi, nuôi phòng máy lạnh là buổi sáng đâu có ai trong phòng đâu, không lẽ cứ mở hoài. Chết tiền điện luôn, bị chửi chết. Bỏ máy lạnh thì dễ rồi đó, nhưng mà nó hao điện quá, nó phí quá. Còn cách nào khác không anh em ơi? Ngoài cái máy lạnh, mở quạt nó cũng giảm nhiệt độ không ta? 100.000 tiền điện đổ lại. Ồ, vậy rẻ quá. Đặt hàng rồi đó, chốt deal nha. Ok, có giải pháp luôn anh em ơi. Sẵn đang ngồi cà phê với em mình làm bên điện lạnh, sẵn hỏi luôn. Tại nó tụi này nó nóng quá, nó bị xì chết. Nó không đúng nhiệt độ, nó trốn nó bị xì chết. Bữa giờ anh thấy nó không được rồi, mà anh để thêm thời gian nữa anh nghĩ chắc nó đi bụi quá. Khoảng mấy ngày có đó ta, nếu em làm. Chắc cũng phải một tuần lại, tại cái đó phải làm dàn khung rồi đổ, giống như là đổ mút vô nữa để cắt nhiệt lâm hết á. Không nhanh được. Cái đó phải làm tạo khung tạo đồ nữa. Livestream muốn giới thiệu với anh em một cái món quà của anh em bên Kiến tặng cho mình, mà cụ thể là bạn Minh ha. Rất là đẹp luôn. Và mình rất là trân trọng nó, tại vì có khắc tên của mình ở đây nữa, khắc tên Nam Ngô ở đây nữa. Đó, thì mình rất là quý. Và cái mẫu tăng này nó rất là đẹp, rất là nhìn nó. Cái này có thể ơi, cái này đặt trong phòng chơi được. Nó như là một cái đồ trang trí vậy đó. Cái này mà các bạn nào mà có phòng làm việc ha, các bạn làm việc làm việc trên công ty đồ này nọ, có phòng làm việc thì có thể để này trên bàn. Đó, rất là đẹp, nó mang đến chất là trang trí mà nó sinh động nữa. Những lúc căng thẳng chúng ta có thể nhìn tụi nó vận hành, hoặc là ở trong công ty mà lấn cấn với nhau, gọi là gì, sóc rồi này nọ đó, buông lời sắc mỏng rồi với nhau, thì mình nhìn vô cái xã hội kiến, mình coi người ta, con kiến mà nó phân cấp trong xã hội, nó làm việc mọi người tương trợ như thế nào. Còn đây buông lời sắc mỏng quá. Đó, này để trên bàn làm việc rất là sang. Đây như một cái chai rượu ngoại. Chai dầu thơm xịn vậy. Đẹp. Tháo thử cái lớp ngoài ra. Chói không? Anh đưa về phía ngoài. Thấy rồi. Nãy giờ ngồi trong mát quá, tối thui rồi. Chánh Nam comment tận dụng nuôi cá lóc lạnh anh nhé. Tận dụng nuôi cá lóc lạnh luôn hả? Giết như cái sở thú luôn. Ở này giống cầm cái cúp quá, cái bó đuốc. Đẹp chưa? Họ còn dạng lạnh chiêu lơ rồi của tụi dưới nước thì sao ta? Cũng dễ xử lý không? Thì mình thấy cái này rất là sáng tạo ha. Chắc anh em làm chơi trong kiến thì anh em thấy quen, nhưng mà mình lần đầu tiên mình thấy một cái tăng nó đẹp mà nó sang vậy luôn. Nó có thể trang trí, để nó có thể trang trí được, rất là đẹp. Đơn giản, tinh tế. Rất là thích. Để mình hỏi coi. Tất nhiên cái này là quà tặng của Minh cho mình rồi, nhưng mà mình cũng sẽ hỏi thử coi là chi phí khoảng bao nhiêu. Thì có bạn hỏi chi phí khoảng bao nhiêu, thì có gì mình tư vấn cho mọi người và mình chỉ chỗ cho mọi người đặt hàng ha. Nam Ngô Farm. Thích quá.
Sao càng ngày càng lún sâu vô kiến rồi ta. Càng ngày càng dính. Bậy, rớt hoài. Ok anh em, rồi. Thì có một cái món quà mà anh em quý, anh em kỷ niệm cho mình. Thì mình phải nói là cực kỳ thích luôn. Và rất là cảm ơn Minh rất là nhiều nha. Thích món quà này quá. Thì khoe với anh em chút xíu thôi. Thì đây là tình cảm, tấm lòng của anh em mình rất là trân trọng ha. Thank you anh em rất là nhiều. Bữa giờ mình nhận được một tuần lễ rồi đó, nhưng mà chưa có khui. Đợi hôm nay làm clip rồi quay để mà cùng bóc tem với mọi người luôn. Và nó sẵn vừa nói chuyện với mọi người luôn là mình cũng phát hiện cái bài kiến của mình nó lúc này trời nó nóng lên này. Thì chưa có cái giải pháp nào để làm cho các bé nó thoải mái hơn. Thì cũng rủ em mình là làm bên điện lạnh lên. Hiếu mấy lần cũng set up phụ cái chuồng chameleon làm bên điện lạnh lên để mà đưa ra cái giải pháp làm sao cho nó nhiệt độ nó hạ xuống cho các bạn kiến sống một cách thoải mái nhất. Thì lúc đó khi mà nó thoải mái, nó không bị stress nữa thì nó ăn uống rồi đẻ ấu đẻ đồ này nọ, sinh sôi nảy nở phát triển đàn ra đó. Chứ giờ mình thấy hôm bữa là các bạn nhớ cách đây khoảng tuần lễ là trời nó vẫn mát ha, trời nó vẫn mát, nhưng mà bắt đầu mình thấy nó nóng lên rồi, mà sắp tới sẽ còn nóng dữ nữa. Cho nên là không có giải pháp thì cái bầy đó chắc nó đi bụi á. Cho nên là cái bầy singularis nha, thời gian đầu thì nó vẫn còn lanh năng động, nó bò trên cái hour, nhưng mà mấy ngày nay nóng quá đầu nó chui xuống dưới. Còn riêng cái bầy xiên băng á, là từ lúc đem về nhà đến giờ là nó nằm đa số là ở dưới nét, mình thấy vẫn khỏe mạnh, vẫn ăn uống. Nhưng mà không biết cái đó là do cái tính cách của xiên băng là nó thích ở dưới lòng đất hơn là nó đi săn mồi, hay là do cái môi trường nuôi nó nóng quá mà tụi nó trốn ở dưới cho nó mát. Thì cái này mình có hỏi một số bạn, thì bạn nói là tụi xiên băng nó vậy. Nhưng mà mình nghĩ cũng phần lớn là do cái nhiệt độ nó không đảm bảo. Tại vì tụi này nó nhiệt độ nó không có quá 28 độ theo như các bạn chia sẻ cho mình, mà mình chưa có đáp ứng được con số đó. Hiện giờ nhiệt độ nó khoảng 28, 29 độ đó, thì mình chưa có đáp ứng được cái môi trường sống tốt nhất cho tụi nó. Cho nên mình thấy tụi nó chưa có được happy lắm. Thì bây giờ mình sẽ đầu tư để cho các em nó happy ha. Ok mọi người. Rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi clip ha, và cùng chung cái niềm vui bốc hàng với mình, bốc tem với mình. Ok mọi người, chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và xem clip vui vẻ ha. Bye bye. Hẹn mọi người ở clip sau nha. Clip sau mình lại khoe đồ tiếp. Nhưng mà khoe tình cảm của anh em thôi, chứ mình không có phải khoe đồ này đồ kia đâu. À, bye bye.